Hello, xin chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức, chúng ta mua bán xe đa qua sử dụng, và em là Đức Hưng. Thì trong video lần này em xin giới thiệu quý anh chị một mẫu xe đến từ Đức nha, mẫu Mercedes-Benz C200 sản xuất 2018. Đây là con xe muốn giới thiệu quý anh chị nha. Đây, cái xe của chúng ta đây, em đang nổ máy nha. Có cặp đèn LED ngày rất là đẹp nha quý anh chị. Đây là mẫu Mercedes-Benz C200 sản xuất 2018. Xe có màu nâu nha và biển kiểm soát là Thành phố Hồ Chí Minh. Đây em đi một vòng quý anh chị cùng xem nha. Và ô tô hiện tại của chiếc xe là khoảng 37.000 mai quý anh chị. 37.000 mai là tương đương khoảng đâu khoảng 5 vạn km. Đây mình cùng đi một vòng quanh xe nha quý anh chị. Xe rất là đẹp luôn nha, và chủ xe cũng đã lên khá là nhiều đồ chơi ha. Cho chiếc xe của chúng ta. Đây, màu nâu rất là đẹp quý anh chị, xe này màu này là rất là sạch ha. Rất là sạch sẽ luôn. Vậy quý anh chị nào mà đi màu này thì không cần phải chăm chút kỹ lắm ha. Thì nếu mà không có thời gian mình cũng không phải chăm chút kỹ về màu trắng hoặc là màu nào sáng á. Thì nhiều khi mình phải chịu khó mình rửa kỹ, còn màu này thì nó trung tính ha. Đấy, rất là sạch, lúc nào nó cũng sạch hết. Đây là mẫu dòng sedan này là nó vẫn động cầu sôi nha quý anh chị ha. Rất là, bởi vậy nó rất là khỏe ha. Rồi, thì xe bên em thì cũng cam kết với anh chị là không đâm đụng, không gặp nước ha, bao test hãng nha. Vì những mẫu xe này trước khi em nhập về em cũng đã test hãng hết rồi. Thì quý anh chị muốn test hãng nữa thì mình vào hãng test lại thôi nha. Ok, bây giờ mình đi vào những cái option trên xe nha quý anh chị. Thì xe của chúng ta trang bị đây là đèn LED ngày định vị nha. Và trên đây là đèn xi nhan của nó nha quý anh chị. Xi nhan báo rẻ nha. Và đèn đây là đèn chiếu sáng LED thông minh ha, thông minh đây, thông minh này. LED hai bơm formon ha. Đấy, đèn thông minh cũng mệt ha. Rồi. Phía trước xe được trang bị là được có 6 cái cảm biến nha quý anh chị. 6 cảm biến trước đó nha. Đây, ăn tiền nhất là chỗ này nha. Đấy, ăn tiền. Rồi. Chiếc xe rất là đẹp luôn quý anh chị. Hay ba đời shop được những lời đền đạt nha. Đấy, quý anh chị cùng xem nè. Nước sơn theo đánh giá được khoảng là 98% nha quý anh chị. Thì bên em về bên em có là gọi là mình có dọn dẹp lại xíu ha, đánh bóng hoặc là những chỗ nào chạy sơ mình sẽ xử lý luôn. Mặt la răng đây là kích thước là 17 inch quý anh chị ha. Hợp kim nhôm sơn khoai chính điện nha. Và vỏ là vỏ Bridgestone nè. Vỏ thì như là thay mới rồi. Rồi, đúng rồi, vỏ thay mới rồi. 2020 nha quý anh chị, còn rất là dày, rất là đẹp luôn nè. Đấy, chạy đầy 5 vạn km rồi, thay là vừa ha. Ok, rồi gương chiếu hậu chỉnh và gập điện nha quý anh chị, tích hợp đèn báo rẻ. Đấy, rồi viền cửa sổ thì có mặt ốp inox hết nha. Ồ, dòng xe cao cấp mà, xe có ốp inox hết. Đấy, đây là tiêu hao nhiên liệu nó quý anh chị, đi thành phố 9 lít thôi, cực kỳ tiết kiệm luôn nha, như là City và Vios luôn nha. Đã không còn cái cảnh gọi là xe Đức uống xăng nữa nha, giờ là xe Đức là rất là tiết kiệm luôn. Đây, ba đời sau phía sau cũng khá là liền lại quý anh chị, dàn đèn hậu phía sau ha, rất là đẹp luôn, thiết kế rất là đặc trưng của Mercedes ha, rất là cầu kỳ và cũng gọi là nó xứng đáng đồng tiền bát gạo quý anh chị. Phía sau xe cũng được trang bị gọi là 6 cái cảm biến lùi nha quý anh chị, và có camera lùi luôn, xoay theo bánh lái nha. Đấy, cấp sau thì nó không phải cấp điện đâu quý anh chị, nhưng mà nó có lò xo bực mạnh lắm, mở cái là nó lên luôn. Bên em thì cam kết là sùng chỉ nguyên zin ha, bao tới hãng toàn quốc thoải mái nha quý anh chị. Dòng này thì nó không có bánh sơ cua, nó bánh sơn cua nha anh chị, nó là sử dụng là vỏ gọi là vỏ chống xì ha. Đây, rất là đẹp. Cửa rất là còn nha quý anh chị. Đấy, thấy chưa? Loa Labo Master, dòng này Labo Master là khách đã độ lên nha quý anh chị.
độ loa nha, chứ dòng này là C200 thì sẽ là loa thường thôi chứ không phải là loa Boommaster đâu. Có rèm che nắng nha. Hàng ghế sau, da ghế sau này da cao cấp nha quý anh chị, và rất là mới, còn căng luôn, căng đét luôn, cứng ngắc nha quý anh chị, rất là đẹp. Đã lên lót sàn 5D rồi nha, trần nỉ sạch sẽ vô cùng luôn, lót cửa gió sau ha, lạnh căng luôn. Đây bên em là cam kết là xe là nguyên zin nha quý anh chị, sùng chỉ keo chỉ là nguyên zin hết nha, bao test hãng toàn quốc nha. Ghế phụ cũng chỉnh liền nha quý chị, đây chỉnh điện luôn nha, chỉnh đầu nè, chỉnh lưng nè ha, chỉnh lên xuống mà cái chỗ đỡ cái đùi luôn quý vị nè, chỗ đỡ đùi nè, đấy chăm lo đến cả bên ghế phụ luôn nha. Rồi xe đăng kiểm còn dài đến tháng 12 2022. Rồi bây giờ mình cùng qua đây mình tham quan ghế tài quý anh chị. Đây bộ chỉnh gương quý vị ha, gập gương ha, chỉnh gương nè. Đấy rồi nâng hạng cửa kính nha, là lóc cửa nè, chỉnh ghế điện, ghế tài ha. Đấy ghế tài thì sẽ có thêm là bơm mông và bơm lưng nha quý anh chị, bơm mông và bơm lưng nữa nha. Đấy đây ghế tài nè quý anh chị ha, còn rất là cũng khá là đẹp nha quý anh chị, chạy 5 vạn rồi ha, nhưng mà da cao cấp và chủ cũng giữ là kỹ. Rồi phía này là chỗ chỉnh đèn quý anh chị ha, đèn có chế độ là auto nè, đấy đèn auto nha. Rồi bây giờ mình cùng vào tham quan thang máy quý anh chị. Xe ô tô là 37.000 mai nè, đấy là tương đương khoảng đâu 5 vạn km nè quý anh chị ha, cũng hợp lý. Đây vô lăng nè, ba chấu tích hợp nút điều khiển nha. Có nghe thoại rảnh tay ha, và tinh chỉnh mấy cái thông số trên màn hình chạy nè, thông tin xe này, gạt mưa ha, có lẫy số vô lăng nữa nè, lẫy số vô lăng ha. Đây là cần số thì nó đặc trưng của dòng mệt là nằm trên đây rồi, vào số trên này nha. Rule control của nó thì nó nằm ở phía bên này quý anh chị, ga tự động rule control nè. Đấy xe cũng có gạt mưa tự động nữa nha. Rồi có gương chiếu hậu chống chói điện nha quý anh chị ha. Rồi màn hình này là đã được độ luôn quý anh chị nha, độ màn hình to nha, Android nè ha, Android màn hình to, có dẫn đường đầy đủ hết nha, kết nối Bluetooth, YouTube đầy đủ hết. Số gia ha, vô lăng xoay theo bánh lái quý anh chị, mình lùi qua xoay theo bánh lái nè. Rồi hay nó vẫn giữ nguyên cái màn hình cũ của xe nha quý anh chị, chứ nó cũng không có thay đổi gì nhiều ha, nó chỉ có tích hợp thêm những cái option khác thôi, hay những cái chương trình khác. Rồi đây là điều hòa tự động quý anh chị ha, điều hòa tự động nè, auto hay vùng độc lập nha. Đấy có DVD ha. Nội thất thì khỏi nói rồi, ốp gỗ sang trọng ha, gỗ thật nha, chứ không phải là mấy cái giả gỗ nha, này gỗ thật. Chìa khóa của nó nha. Đây. Để nước nè, tổ thuốc nè. Rồi, chắc bát nè, tinh chỉnh mấy cái thông tin trên màn hình này nha. Đấy. Chế độ chạy của anh chị, nó có nhiều chế độ chạy như là Sport nè, Comfort nè, Eco nè, Sport cộng nữa. Đó, in video rồi nè, nhiều quá. Rồi, chỗ này là cắm sạc pin ha, dây USB. Dạ rồi. Ok, và xe của chúng ta thì được trang bị là có cân bằng điện tử, phanh ABS ha, và những option khác. Túi khí thì có khoảng là em đến là có khoảng 6 túi khí quý vị, 8 túi khí nha. Ok, và bây giờ mình cùng ra ngoài tham quan khoang máy nha quý anh chị. Ở đây là khoang máy của chúng ta nha. Đây là khoang máy này rất là đầy đặn, rất là khỏe ha. Nhìn rất là đã luôn, rất là ngầu. Xe bên em thì cam kết là không cứng đụng, không ngập nước nha quý anh chị. Bao tất hãng toàn quốc nha. Keo chỉ thường chỉ là nguyên zin nha. Máy móc là cam kết là chưa qua đời tu nha, không bị ngập nước nha quý anh chị.
Bên em thì bán ra sẽ bảo hành động cơ số cho quý anh chị là 6 tháng hoặc 10.000 km nha. Và sẽ bảo dưỡng trước khi giao xe cho quý anh chị luôn. Ok. Ok, và hiện tại bên em đang chào bán cái xe này với giá là chỉ có hơn 1 tỷ xíu thôi quý anh chị. 1 tỷ 120 triệu nha. Và còn ra lọc cho khách hàng nào thiện chí đếm xem xe nha. Xe có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá nha. Và trả góp được 5 năm hoặc 6 năm nha quý anh chị. Ok, quý anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn về xe hoặc về ngân hàng thì có thể liên hệ số điện thoại là 0938 773 554 nha. Gặp em Hưng để được hỗ trợ tư vấn. Quý anh chị nào nếu xem video thấy hay hoặc là hữu ích thì hãy để lại cho em một like, một chia sẻ nha. Và một subscribe ha, theo dõi để cập nhật những mẫu xe khác về bên em ha. Ok, và bên em cũng mới về một con Infiniti rất là đẹp quý anh chị, màu xanh ha. Phiên bản Sport rất là đẹp. Em sẽ làm ở video sau nha quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video.